Xin chào, lại là mình Ngọc Anh đây. Hôm nay thì mình xin giới thiệu một cái sản phẩm mà rất nhiều mẹ có hỏi mình, đặc biệt là khi mà mình cho con mình ý. Cái bạn mập nhất nhà mình ấy khoảng 26 cân. Bạn ấy 5 tuổi, hiện tại là 5 tuổi, còn có mấy ngày nữa thôi là khoảng 5 tuổi. Thì bạn ấy tận 26 cân rồi và bạn ấy cực kỳ thích quần bò, đặc biệt là quần bò sản phẩm của gia đình. Thì các mẹ đi đường các mẹ có hỏi là chị ơi, chị mua quần này ở đâu? Chị ơi, tại sao con nhà chị mập như thế này, bông nó to như thế này mà nó vẫn có thể mặc được quần bò vậy? Chị giới thiệu cho em. Mình nghĩ bụng mình cười, đây chẳng nhẽ mình lại giới thiệu là chị bán đấy, đây là hàng nhà chị nhá. Nhưng mà hôm nay mình xin giới thiệu với các mẹ là đặc biệt những cái bạn mập mập ấy thì hãy đến với cô Ngọc Anh nhá. Các bạn càng mập cứ đến với cô Ngọc Anh, tất cả các sản phẩm dành cho các bạn mập mà mông to hay là đùi to hay là bụng cóc cứ đến với cô có hết nhá. Cô cực kỳ yêu những bạn như thế vì con cô cũng như thế nên cô cực kỳ yêu các bạn như vậy. Có những sản phẩm dành cho các bạn là như sau. Thứ nhất là áo bò thì cô cũng giới thiệu qua rồi cái video trước. Cái thứ hai là cái quần. Các bạn này có một cái nhược điểm đấy là khi mà mình mặc nó sẽ bị ngắn người, nếu mà tìm quần vừa ấy thì nó sẽ bị dài quá. Vừa mông vừa đùi thì cái ống nó sẽ bị dài vì phải lấy cái size nó to hơn thì mới vừa bụng được. Thì bên cô, bên mình, bên cô Ngọc Anh có sản phẩm này dành cho các con, đấy là sản phẩm quần bo gấu. Khi mà các con mặc ấy thì nó vẫn có độ dơ của phần trên và có sự gọn gàng ở phần dưới, mặc cực kỳ thoải mái mà cảm thấy là khi mà mình mặc ấy mình không phải sắn. Những bạn đấy nếu mà các mẹ mua quần áo cho các con ấy mà nó sắn ấy, một thời gian thấy nó lại tuột. Vì nếu mà nó tuột như thế, một là các mẹ sẽ phải cắt gấu, mà cắt gấu thì sẽ không mặc được nhiều thời gian, đúng không? Cái thứ hai là phải sắn gấu. Sắn gấu thì các bé năng động, chạy nhảy, nó sẽ bị tuột ra và nhìn trông rất là lôi thôi. Thì bên mình có một cái sản phẩm đấy là quần bò gấu dành cho các bé. Khi mà các bé mặc ấy, dáng cực kỳ thể thao, vẫn là quần bò nhưng mà dáng cực kỳ thể thao và phù hợp với bất kỳ bé nào mà muốn mặc cái quần bò như thế này. Bất kỳ bé nào, các bé tầm tuổi từ 8 đến 13 tuổi là các bé bắt đầu thời trang một xíu này, bắt đầu thích làm đẹp một xíu này, thì muốn quần bò là các bé sẽ nghĩ đầu tiên, đặc biệt là các bé trai nhá. Thì đây là sản phẩm bên mình. Cái sản phẩm này, đây là size bé nhất, gọi là size 1 của bên mình, là size cho bé khoảng tương đương khoảng 15 cân đi lên rồi. Bé nhà mình 26 cân thì bé đã mặc size thứ 3. Và đây là dòng bé của bên mình. Mình có cả dòng to hơn. Vừa rồi có những bé đến 45 cân vẫn có thể mặc được. Mình đã cho test toàn bộ vì nhà mình có tận 9 đứa cháu cơ, nên mình đã cho thử test một bạn 7 tuổi nhưng mà bạn ấy đã 43 cân rồi mà bạn vẫn mặc vừa. Vì vậy đây là sản phẩm dành cho các bé, nên các mẹ hãy tìm nó đi để dành cho các con nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.